Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Thanh Tuấn Medical. Và ngày hôm nay Ngọc Uyển lại tiếp tục giới thiệu đến quý vị một sản phẩm nhiệt kế đo tráng mới. Đó chính là máy nhiệt kế Sinocare F1D1. Sản phẩm này được nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi công ty Sinocare Việt Nam. Như quý vị có thể thấy thì dòng nhiệt kế đo tráng này rất là nhỏ gọn, Ngọc Uyển có thể cầm được bằng một tay luôn. Và với cái sự nhỏ gọn này thì quý vị có thể là mang theo khi đi du lịch hoặc là đi làm bất cứ đâu, chỉ cần bỏ vào trong túi sách của mình ha. Và cái dòng nhiệt kế này á, thì nó có cái chức năng á, là lưu được 32 kết quả đo. Màn hình của máy là màn hình OLED, cho nên là chúng ta có thể là xem hoặc là đọc kết quả một cách rất là rõ ràng và chính xác. Và máy có một cái chế độ đó là khi mà chúng ta không đo nữa thì sẽ tự tắt trong vòng 15 giây. Ngoài ra thì máy còn có thể cảnh báo cho chúng ta khi mà thân nhiệt cơ thể cao, và khi mà cơ thể đo nhiệt độ là 37,5 độ thì sẽ có âm thanh báo và màn hình sẽ đỏ lên ha. Và bây giờ thì Ngọc Uyển sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái cách sử dụng chi tiết và sản phẩm. Bây giờ chúng ta sẽ mở hộp để xem bên trong gồm những gì ha. Đây là phía bên trong của hộp đựng, là sẽ có một giấy hướng dẫn, một giấy chứng nhận chất lượng của sản phẩm, hai viên pin 3A, và đây là máy của chúng ta. Các bạn có thể thấy là máy khá là nhỏ gọn, cầm rất là tiện trong tay ạ. Trong này thì chúng ta còn có thêm một tờ giấy hướng dẫn bằng tiếng Anh nữa. Rồi bây giờ Ngọc Uyển sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng máy. Ngọc Uyển sẽ lấy một cái máy đã được lắp đặt sẵn pin nhé. Để sử dụng thì chúng ta sẽ nhấn nút scan. Khi đó thì chúng ta cũng lưu ý trên màn hình là đo tráng thì sẽ có biểu tượng hình người và nhiệt độ là độ C ha. Và để đo thì bạn chỉ cần đưa máy vào giữa trán và sau đó nhấn nút scan. Ngọc Uyển sẽ thử test trên tay nha. Quý vị đưa vào cách khoảng 1 đến 2 cm, sau đó nhấn nút scan. Đó, là chúng ta sẽ có cái kết quả đo. Các bạn có thể thấy là màn hình OLED chúng ta nhìn rất là rõ, số to rõ và rất là dễ nhìn ha. Và khi mà không sử dụng máy nữa thì chúng ta chỉ cần nhấn vào nút scan này và đợi một lát, là máy trong tầm khoảng 15-20 giây là máy sẽ tắt. Hoặc là nếu mà chúng ta quên tắt thì khoảng 15 giây máy sẽ tự động tắt. Ngoài ra thì chúng ta có, như Ngọc Uyển có nói là máy có lưu bộ nhớ 32 kết quả đo. Nên là bây giờ Ngọc Uyển sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để coi lại cái kết quả đo ha. Chúng ta cũng nhấn vào nút scan, chờ khoảng 3 đến 5 giây. Đó, các bạn thấy hiện lên chữ M, đó là chữ memory, lưu bộ nhớ. Số 1 lúc nãy là kết quả đo lần 1, số 2 là kết quả đo lần 2. Và chúng ta cứ nhấn như vậy là nó sẽ coi được khoảng 32 kết quả. Và sau khi mà hết bộ nhớ đầy, hết 32 kết quả đó thì nó sẽ xóa đi cái kết quả cũ nhất và sẽ tiếp tục lưu cái kết quả mới. Đó, như Ngọc Uyển có nói lúc nãy là chúng ta không sử dụng nữa thì để khoảng 15 giây là máy tự tắt. Ngoài ra thì khi mà đo nhiệt độ thì chúng ta sẽ có cái nhiệt độ, độ C và độ F. Nếu như trong cái quá trình sử dụng máy chẳng may chúng ta chuyển từ cái chế độ là độ C sang cái chế độ độ F á, thì chúng ta có thể thao tác như thế này để cài lại sang cái chế độ độ C. Các bạn cũng nhấn vào nút scan, bỏ qua cái phần xem bộ nhớ, chúng ta sẽ thấy hiển thị là độ C ha. Chúng ta chuyển vào độ F, chúng ta chỉ cần nhấn vào nút scan, hoặc chuyển vào độ C chỉ cần nhấn lại nút scan. Vừa rồi Ngọc Uyển đã giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng nhiệt kế đo tráng Sinocare R1D1. Nếu như mà quý vị còn bất kỳ thắc mắc về sản phẩm thì quý vị có thể là liên hệ trực tiếp vào số hotline 02543 921 527 hoặc là truy cập vào website là www.siêu thị thuốc đông y.vn sẽ được tư vấn cũng như là hỗ trợ thêm thông tin về sản phẩm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo ạ.